Đây là chiếc máy xay cỏ cho bò. À, đây các bạn. Đây đây là cái cỏ này là cỏ voi nè, cỏ lớn nha nè. Đây là chiếc máy xay cỏ cho bò nè. Đây để mình sẽ cho các bạn xem cái cấu tạo của nó. Đây là dùng một cái motor nè. Đây, đây là cái họng của nó. Đó, dùng cái motor lên và có một cái bánh đà. Cái bánh đà để cho nó có cái trớn nó bầm. Đây. Giờ mình sẽ quay cái cấu tạo ở bên trong của cái máy này nha. Cho các bạn xem nha. Bên trong nó gồm như thế nào? Nó gồm có các cái thanh sắt và những cái lưỡi dao. Đây, bắt bù lon vô đây. Đó. Đó, nó gồm có các cái lưỡi dao như vậy. Cái lưỡi dao. Nói chung là cũng rất là đơn giản thôi. Quên bật. Đó. Đây, đó nó gồm những cái lưỡi dao này các bạn. Cấu tạo gồm bánh trớn nè, đó, motor bánh trớn nè. Và những cái thanh sắt V mà người ta bắt lưỡi dao vô. Đó, bắt những cái lưỡi dao vào đây. Ba cái lưỡi dao. Cháu bỏ mấy cây que thôi. Ừ. Rồi cháu bỏ mấy que cho cháu. Rồi được rồi cháu. Cái này phải thật cẩn thận cháu ha. Vâng. Chứ không kiểu là nguy hiểm á.